Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Pakistan là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Trao đổi thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh trong thời gian qua. Và để tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại giữa hai bên, chính phủ hai nước đã thành lập Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Pakistan. Qua 3 phiên làm việc của Ủy ban này, nhiều cơ hội hợp tác không chỉ về kinh tế thương mại mà cả về đầu tư nông nghiệp, thông tin truyền thông đã được mở ra. Hiện nay, Pakistan là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Trao đổi thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước tăng từ 242 triệu đô la Mỹ năm 2010 lên 427 triệu đô la Mỹ năm 2014. Trong năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 282 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 144 triệu đô la Mỹ. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 584 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pakistan bao gồm chè, sợi các loại, hàng hải sản, hạt tiêu, cao su, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu thuốc lá, hợp kim ferro, sản phẩm hóa chất. Đáng chú ý hơn là Pakistan hiện là đối tác nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu chè của Việt Nam sang thị trường này năm 2014 đạt hơn 35.000 tấn, trị giá 81,2 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo hai nước mong muốn nâng kim ngạch hai chiều lên 1 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Thưa ông, thời gian qua Việt Nam và Pakistan đã có những bước phát triển về thương mại rất là đáng kể. Trong năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt được 584 triệu đô la Mỹ. Vậy trong năm 2016 này, Pakistan có những hoạt động thương mại tiêu biểu nào với Việt Nam thưa ông? Trong những năm gần đây, chúng tôi rất vui mừng về kim ngạch thương mại giữa hai nước ngày càng tăng trưởng nhờ vào những chiến lược phát triển thương mại và các lĩnh vực khác. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng đáng kể từ 250 triệu đô la Mỹ lên đến 584 triệu đô la Mỹ trong năm 2015. Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam ngày càng tăng cường tiếp xúc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công Thương. Ngoài ra, chúng tôi còn đa dạng hóa các hoạt động thương mại như tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp tham gia tìm hiểu thị trường, tham gia các hội chợ triển lãm, các buổi tọa đàm nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư. Trong thời gian tới, lãnh đạo hai nước đều mong muốn nâng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan lên 1 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì Pakistan có những giải pháp gì để mong muốn này được thành hiện thực thưa ông? Trong suốt năm 2015, chúng tôi đã tổ chức tham gia các buổi gặp gỡ tiếp xúc, các buổi hội thảo giao thương nhằm tìm kiếm các cơ hội xúc tiến thương mại giữa hai nước. Trong năm nay, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đã mời đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tham dự hội chợ dệt may tại Pakistan và Cục Xúc tiến Thương mại Pakistan đã cử nhiều đoàn doanh nghiệp của Pakistan tham dự các hội chợ triển lãm tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các hoạt động này sẽ góp phần đưa mong muốn của lãnh đạo hai nước tăng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ đô la Mỹ thành hiện thực. Chúng tôi được biết là Pakistan có nền công nghiệp dệt may rất là phát triển. Vậy thì ông có thể giới thiệu qua về công nghiệp dệt may của Pakistan để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu về ngành công nghiệp dệt may của Pakistan thưa ông? Pakistan có ngành công nghiệp dệt may rất phát triển, từ trồng, thu hoạch, dệt sợi bông đến các thành phẩm may mặc. Ngành này chiếm tới 10 triệu lao động, đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho nền kinh tế. Tuy nhiên, do khủng hoảng năng lượng trong những năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành dệt may. Do vậy, từ năm 2014, chính phủ Pakistan đã đưa ra nhiều giải pháp chiến lược để ngành này phát triển. Trong năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ dệt may rất lớn, dự kiến sẽ thu hút trên 20.000 lượt khách quốc tế tham quan và hàng trăm đoàn doanh nghiệp của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hội chợ. Dự kiến, đoàn Việt Nam gồm các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dệt may sẽ tham dự. Hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp hai bên hợp tác và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của Truyền hình Công Thương.